Đoạn phim dài 1 phút 30 giây này đang khiến dư luận xôn xao. Hai người đang vật lộn dưới lòng đường, còn ở trên vỉa hè, một cán bộ công an đứng nhìn rồi lấy điện thoại ra. Sự việc đang khiến dư luận vô cùng bức xúc. Chiều 17 tháng 5 năm 2021, trao đổi với Báo Thanh niên, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an huyện Thanh Oai vẫn đang tạm giữ hình sự đối với đặng Phạm Sáu, 51 tuổi, quê tại huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, là nghi phạm của vụ việc. Đồng thời, Công an thành phố đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đại úy Nguyễn Thanh Lâm, 36 tuổi, cán bộ Công an, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, đồng thời xem xét điều chuyển công tác vì thấy sự việc mà thờ ơ công an đâu, còn cứ đứng gọi ông tra thế ông hiện tượng gì? ông bảo à, công, công an ông tra là... thấy can ngăn cái là... thì cứ đứng gọi điện thật, Một tiếng mà còn nào công an chẳng cái như báo Thanh niên đã đưa tin, vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ 20 chiều 16 tháng 5 trên đường Cienco 5, khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai. Nghi phạm trong vụ việc là Đặng Phạm Sáu. Sáu từng đâm tử vong con của một chủ tiệm cầm đồ cùng quê rồi bỏ trốn. Hiện nay, Sáu đang bị công an tỉnh Thanh Hóa truy nã đặc biệt về tội giết người. Trong khi đó, nạn nhân là anh Nguyễn Trần Minh, 45 tuổi, tài xế của hãng taxi G7. Ông Nguyễn Anh Quân, tổng giám đốc hãng taxi G7 cho biết, sau khi vật lộn khống chế tên cướp, anh Minh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 103. Sáng cùng ngày, anh Minh đã được đưa vào phẫu thuật cấp cứu và qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã ổn định hơn.